Sao có hai còn đâu mà kêu mẹ vì mong tiếng mẹ sẽ đấy đẹp chứ bộ thì mẹ sẽ đi chứ con sẽ đi chứ mẹ sẽ gì mẹ sẽ đi chứ đó 500 s. Ủa vậy cái bằng xe đi không được à? Ê sao cái bằng xe gì cái bằng xe gì mẹ sẽ đi cái bằng xe đi chứ cái bằng xe gì mà con chó. Anh thấy chiếc Mercedes của anh Ngô Kỷ như thế nào anh? Đẹp. Nhìn nó sang trọng á. Giờ nhìn anh Ngô Kỷ giống chủ cả nhưng mà Mercedes rồi. Ông Ngô Kỷ cho biết về chiếc xe này ở đâu, nó tên gì, nó hiệu gì và từ đâu ra? À, cái hiệu đó là S500 đời lần 2 là 2, năm 52 là 2. Cái đây anh bạn tôi ảnh thợ sửa xe, ảnh có cái shop xe. Lâu nay thì anh giúp tôi sửa xe này nọ đó, mà anh thấy anh kêu thôi chị đợi cho anh lên hương chút tôi có xe thì anh lái về anh đi nè. Giờ là tặng luôn chiếc Mercedes tặng thì cũng chút chút thôi, anh lấy tưng tưng thì xe này nó không bao nhiêu tiền dù rằng nó còn tốt, chưa tới 100 ngàn, mai có 95, 96 ngàn mai. Theo anh thì cái giá cả của chiếc này hiện nay trên thị trường là nhiêu? Giá cả tôi nghĩ cái xe này vô giá. Tại vì cái xe này là anh nói, thật sự anh Ngô Kỷ nói để mà khiêm nhường. Cái xe này là anh Ngô Kỷ đặt thẳng hãng, nó làm original như vậy luôn á. Sơn cờ vàng ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa mình luôn. Thì nó vô giá thôi, theo tôi vô vậy. Giá. Yeah. Chiếc xe Mercedes sơn cờ vàng ba sọc đỏ chắc bô xe này. Cái này là hãng original sơn nha, chứ không phải sơn lại nha. Hãng sơn luôn. Dạ. Yeah. Theo tôi, theo tin đồn Bosa là biết là như thế. Theo anh biết là ở Bosa này có bao nhiêu chiếc Mercedes mà sơn cờ vàng ba sọc như thế này anh? À, tôi nghĩ là anh nói xe nào? Xe sơn ba sọc vàng ba sọc thì có một số chiếc. À, nhưng mà Mercedes mà sơn vàng ba sọc như thế này thì theo anh biết là. Mà tôi nghĩ chắc là cả thế giới coi chiếc này. Có chiếc này. Xe ba vàng ba sọc đỏ, như tôi cũng là người tiên phong ngày xưa tôi sơn. Trở lại năm mà như năm 1999 á, là hồi đó tôi sơn cái xe van khi bị biểu tình Tony Lâm với rằng trường này nọ là 99, tức là bây giờ là gần 30 năm rồi đó. 20 năm chứ hả? 99 20 năm. Thì hồi đó tôi sơn sau đó khi biểu tình báo người Việt này nọ thì tôi sơn chiếc xe Toyota Camry màu vàng và sọc đỏ. Thì rồi sau đó thì tôi sơn có phong trào có người bạn cho tiền để sơn 20 chiếc thì tôi sơn được đâu còn 5-6 chiếc nữa free cho đồng bào. Rồi sau đó tôi nghe nói là con của tướng Lê Minh Đảo này nọ đó chỉ có sơn chiếc xe cũng vàng xe Mustang là vậy đó, có 2-3 chiếc ở trong miền Đông thì là các loại xe khác nhưng Mercedes thì chỉ có chiếc này. Mercedes xe vàng ba sọc đỏ chỉ có một chiếc. Dạ. Theo tôi nghĩ thì chỉ có một chiếc này sơn thôi, mấy chiếc kia nó cũ quá nó bỏ rồi. Trường kỳ kháng chiến như Kỷ khó quá rồi, đúng không kia đi đổi màu hết, bỏ màu hết rồi, con mình chiếc xe này độc nhất vô nhị, vô giá luôn trên thế giới này. Chúc mừng anh Ngô Kỷ. Chúc mừng Ngô Kỷ. Và cái chiếc này anh dự định sẽ thường thường sử dụng trong những dịp nào, anh ngày nào cũng đi hay là có dịp đặc biệt mới đi? Để coi, hiện tại trong cái lực lượng đấu tranh là có 2 chiếc. Chiếc Toyota Camry cũng mới sơn lại màu vàng ba sọc đỏ, vàng mới về xong. Và chiếc này thì tùy, cũng chiếc này thì cũng tùy cơ ứng biến thì cũng không biết. Thì để coi như tình hình như thế nào. Vậy anh 2 chiếc mà nào tôi xe tôi hư tôi cho tôi mượn 1 chiếc. Vâng, anh sẽ vàng thì chiếc nào cũng được, chiếc Camry Toyota. À, ok không chắc chắn nha, tôi sẽ mượn đó, tôi chạy không đó. Sao tôi anh mượn lấy xe này cũng được, cái chuyện chiếc xe này là xe chung rồi chứ không phải riêng gì của tôi, cũng như đất nước là đất nước chung của mọi người. Cái xe nhân dịp thấy anh nói cái chiếc xe vàng ba sọc đỏ này thì cũng nhớ ra câu chuyện ở Bosa mấy dạo gần đây, nói là có chiếc xe treo cờ đỏ sao vàng ở trên kiến xe. Nếu mà một ngày nào đó vô tình mà đang chạy chiếc này gặp chiếc xe có cờ đỏ sao vàng bên kiến xe thì ông Ngô Kỷ có tính đậu kế bên hay là tính làm gì? Tôi đã nói nhiều lần là tôi đất nước tự do dân chủ này nọ, nói chuyện nó họ biểu lộ cái quan điểm chính trị, họ ủng hộ ai là quyền họ. Tôi cũng tôn trọng mà. Tôi cũng không có những cái hành động mà quá khích rồi dạy theo hay chặn xe hay chửi bới này nọ.
có những cách đấu tranh khác nhau, mỗi người đấu tranh, mỗi biểu lộ cái phẫn nộ, biểu lộ cái sự phản đối cách nhau, khác nhau. Ok. Có tôi không đồng ý cái cờ đỏ sao vàng, nhưng tôi vẫn tôn trọng cái quyền biểu lộ của họ, và tôi chống một cách khác. Bằng chứng để nói cho quý vị có thể tạo hiểu lầm, nói Ngô Kỷ bữa nay này nọ trở cờ đóng gió hay là thay đổi quan điểm. Ví dụ như biểu tình ông Trần Trường đây, năm 1999, hàng gần 50-60 ngàn người biểu tình 53 ngày, nhưng mỗi người tới biểu lộ một cách khác nhau, và có quan điểm, có lý do tại sao biểu tình khác nhau. Nhiều người muốn là giết ông Trần Trường, nhiều người muốn tống cổ ông về Việt Nam hay này nọ, nhiều người tại vì họ có những cái thù án thù, hoặc những giận hờn, hoặc tức tối. Tôi tôn trọng quyền quan điểm của họ, nhưng tôi á cũng tới biểu tình, và tôi không đồng ý cờ đỏ sao vàng hình đồng Hồ Chí Minh ngay lúc biểu tình đó, ngày trèo đó. Nhưng tôi biểu tình lý do là tôi muốn dùng cái cớ đó để tôi nói cho thế giới biết, nhân dân Mỹ, truyền thông Mỹ biết là chúng tôi phản đối cái hình Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh, rồi Đảng Cộng sản, chứ không phải chúng tôi tới để phản đối cá nhân ông Trần Trường. Còn nhiều người tới biểu tình là thù oán ông đó, rồi giết ông ta, rồi tống cổ ông ta ra khỏi Mỹ về Việt Nam hay này nọ, hay phá nhà ông ta. Còn tôi á là tôi lợi dụng cái việc đó để mà tôi bày tỏ quan điểm tôi bất đồng. Do đó nhiều khi chính vì vậy báo chí hỏi họ cái, ủa tại sao Ngô Kỷ người ta là mà bày tỏ một cái quan điểm hoặc một cái ý kiến khác ông, ngược ông nữa, người ta muốn tống cổ ông này Việt Nam mà đuổi ông này nào, mà tôi là không, tôi nói không có nên đuổi ông ta Việt Nam. Thì tờ mà cơ quan Mỹ truyền thông truyền hình hỏi tại sao kỳ vậy, tôi nói tôi không biết ông về Việt Nam lợi gì cho người quốc gia, cho cộng đồng đây, nhưng tôi thấy hại. Người ta hỏi tại sao ông đuổi ông về Việt Nam mà hại, thì tôi nói tôi thấy hại trước hết là cộng đồng này phải nuôi vợ con ông ta, welfare, an sinh xã hội. Ta ông về Việt Nam thì con cá đầm đề như vậy phải gánh nặng xã hội, thì đồng bào phải trả tiền thuế và trả. Do đó tôi nghĩ không có nên trả về Việt Nam. Còn có chuyện treo cờ Hồ Chí Minh, tôi nghĩ ông treo hình Hồ Chí Minh cờ vàng nó, nhiều khi nhà nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chắc vui nữa, tại vì ông làm như vậy cũng mới có một cái phong trào, một cái chiến dịch mấy chục ngàn người biểu tình 53 ngày, và cả thế giới biết nó rúng động về cái chuyện đó. Truyền thông Mỹ anh biết theo dõi 53 ngày, như vậy là không có lợi cho cộng sản. Anh Nguyễn Hồng Phúc thì chắc anh cũng nghe cái vụ có người treo cờ đỏ sao vàng bên cái hông của xe đó, ý kiến anh về cái việc đó như thế nào? Thì cái đó thì mỗi người mỗi ý thích, muốn làm gì thì cứ làm, đây xứ tự do mà. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra có nên hay không nên thôi. Chứ còn nói với tôi cái chuyện đó, chuyện cá tự do cá nhân, nếu người đó lãnh đủ trên 18 tuổi hoặc là người lớn thì họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cái gì họ làm, vì tôi tôn trọng cái đó. Nếu mà nói nên hay không nên thì theo ý kiến riêng của anh thì nên hay không nên? Chắc chắn là không nên. Vì sao? Nhiều lý do. Thứ nhất, ví dụ là bây giờ cộng đồng Việt Nam mình bên này là cộng đồng Việt Nam này thì cũng ít dù nhiều cũng có sự chống đối bên đứa Việt Nam cũng còn rất nhiều người chống, thì mình có vết thương rồi, mình không thể nào mình khơi lại cái vết thương lại thì không nên làm. Tôi nghĩ vậy. Theo anh, có khi nào trong tương lai chiếc xe của ông Ngô Kỷ ở đây là một ngày nào đó đậu kế bên một chiếc xe có cờ đỏ sao vàng ở trên xe không? Hoàn toàn đi đó có thể xảy ra, không có gì lạ, chuyện gì có thể xảy ra hết. Cờ đỏ cờ vàng cũng là cờ đỏ, bây giờ là cờ đất nước Việt Nam, bây giờ còn cờ vàng là cờ của Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa, vẫn là anh em Bắc Nam một nhà hết, không có gì khác nhau hết. Nhưng mà không muốn hỏi câu hỏi thực tế, là cho tới câu hỏi này chúng ta đã có lần hỏi cách đây mấy năm rồi, nếu một người nào đó mặc áo cờ đỏ sao vàng ra bô xa thì sao? Bây giờ câu hỏi đó được sửa lại cho nó đúng tình hình thực tế. Nếu một người nào đó có cái cờ đỏ sao vàng trên xe của họ ra bô xa, đậu lại ở một cái quán nào đó ở bô xa, hay là đang chạy trên đường bô xa thì sao? Thì đối với tôi ở Mỹ này thì tôi chấp hành tất cả, tôi không có vi phạm tất cả điều gì hết. Để tôi có thể bị cảnh sát bắt hoặc là vô tù ngồi nọ thì nó không có đáng cái chuyện đó. Nhưng mà mình có nhiều cách phản đối, nếu mà tôi là người phản đối, nhiều cách phản đối. Không cần phải là làm điều gì hết thì cũng nói. Giờ không phải ý kiến riêng của anh nữa, mà theo anh nghĩ về cái phản ứng của người ở Bosa nếu mà thấy cảnh đó thì sao? Thì bây giờ hỏi ông Phan Nhân Nhân, hỏi Ngô Kỷ thì chắc ăn hơn. Còn tôi thì chưa người dân thì tôi biết là không nên làm gì đó thôi, chứ còn
ý kiến thì chỉ vậy thôi, chứ còn những người có ban đại diện cộng đồng đây, những người lãnh đạo đây, tôi thấy Phan Thiện Nhân rồi nhiều, rất nhiều người, thì cái điều đó thì không biết điều gì xảy ra, nhưng mà có thể là một chuyện lớn đó, không nhỏ đâu. Theo ông Ngô Kỷ thì sao, nếu chuyện có xảy ra trên đường Bô Sa? Vấn đề đặt ra trước khi tôi trả lời câu hỏi đó, có những người mà ca ngợi cộng sản, yêu chuộng cộng sản, tại vì họ cho đó là lý tưởng, đó là một cái điều mà to là quan điểm chính trị của họ, tôi tôn trọng. Mà dù rằng tôi phản đối chống cái quan điểm đó, họ cho họ sai nhưng tôi vẫn tôn trọng. Nhưng có những người đi ca ngợi cộng sản, ủng hộ cộng sản, ủng hộ cái đó sao vàng, vì cái phong trào, vì muốn chọc giận, muốn chứng tỏ ta đây là người thức thời, hay là nói chung là bưng bô để mà nói khiêu khích, do đó nó là vấn đề khác, do đó dễ bị phản ứng. Thì trở lại cái vụ mà họ lái xe cờ đỏ này nọ đó, thì tôi nghĩ rằng cờ đỏ ở Vô Sa đó, thì như bữa trước mình nói đó, cờ đỏ xe hay là mang áo cờ đỏ nó cũng gần giống như là một cái hình biểu tượng của cờ đỏ rồi, hay là đội nón hay này nọ, hay là whatever có liên hệ đến cờ đỏ sao vàng, thì tôi nghĩ nó không lợi cho có những người làm điều đó. Dù rằng đấu luật pháp Hoa Kỳ họ có quyền, nhưng có quyền không phải là tất cả, nó có những quyền họ cà phép vua thua lệ làng, mà do đó nó có những cái phiền phức có thể xảy ra mà chúng ta không có đo lường được, tại vì nó có tính cách khiêu khích, và khiêu khích thì nó sẽ xảy ra những điều mà không có lợi, nguy hiểm thôi. Chứ tôi không nói là đúng sai nha, bây giờ tôi không nói bên trên, cũng giống như bữa trước chính anh cũng nói, hay nhiều người nói, Hạnh Phúc cũng có đề cập đến chuyện này nọ, và trang cục biểu tình Trần Trường nói nếu mà đi vào cái khu Do Thái mà chúng ta cầm cái cờ Đức Quốc xã hay hình Hitler, hoặc là tới cái khu Gia Đan mà mặc cái hình có ba chữ ca trọc đầu này nọ đó, thì tôi nghĩ rằng không ai chấp nhận điều đó. Cũng giống như bây giờ lên New York mà mặc cái hình ông Bin Laden hay khủng bố ISIS này nọ rồi á, đồng ý có thể trên luật pháp họ có quyền, nhưng họ cảnh sát họ có phiền phức không? Tôi nghĩ rằng họ sẽ vì an ninh công cộng chứ không phải vì trái luật, nhưng tôi nghĩ rằng cơ quan an ninh họ thấy nó sẽ xảy ra những biến động hay những nguy hiểm mà này cho cả hai bên, chứ họ không minh bực bên nào. Thì trở lại cái câu hỏi anh ngắn tôi trả lời dài thì không nên, tại vì nó có tính cách khiêu khích, và khiêu khích thì nó không lợi, và không lợi cho hai phía. Còn tuy nhiên quan điểm chính trị thì tôi tôn trọng, nhưng ai cứ thử làm biết liền à. Bây giờ tính tôi là dễ lắm, nó có sắc bất chứng thì ai cứ đi xe đỏ. Là tôi nghe nói mà cách đây vài ba tuần hai tháng cũng có người chạy vòng vòng đó, rồi này nọ có đèo chạy vòng vòng vậy thôi. Nghe nói có người lái xe đỏ nó là người đàn ông cũng hóa trang người đàn bà nữa, và chúng tôi có tin tức chắc là chính xác, là tại vì như vậy là họ cũng không can đảm, họ lái xe đỏ nữa. Nếu họ lái xe đỏ họ nói tôi là cộng sản này tôi lái, thì họ cần đâu cần hóa trang, và họ cũng chạy vòng vòng, chứ họ ngay tới Phúc Lộc Thọ hay ngay khu Bô Sa thử họ đậu đó khoảng mấy tiếng đồng hồ, chứ còn họ tới họ chạy thì cái chuyện đó. Thì tôi thì cũng không có quan tâm nhiều đến chuyện đó, nó đối với tôi thì ai muốn làm gì và họ chịu trách nhiệm, như ông Phúc đó họ trên 18 tuổi thì họ chịu trách nhiệm hành động họ, và vấn đề đó là vấn đề chung của mọi người chứ không riêng chỉ của chúng riêng cá nhân ai để mà nói lên cái quan điểm. Và tôi có thêm chút xíu này, thật sự tôi đã nói rất nhiều trên phố Vô Sa và tất cả những cái đài nào tôi nói cái lá cờ vàng ba sọc đỏ hoặc là cờ đỏ sao vàng, bây giờ cờ đỏ sao vàng là đại diện nước Việt Nam ít nhiều mấy trăm triệu cả mấy chục triệu người, còn cờ đỏ sao vàng cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là người lớn của Việt Nam Cộng Hòa, tôi rất nhiều lần chào cái lá cờ này, đã đi học mà anh biết rồi, thì lúc nào tôi thấy cái cờ vàng, lúc cờ nào tôi cũng tôn trọng cả, không riêng quốc gia nào. Bây giờ tôi tới Pháp, tôi tới Thái Lan, tôi tới Miến Điện, tôi đều tôn trọng lá cờ của họ hết, tại vì tôi được giáo dục từ nhỏ lớn lá cờ của quốc gia, một quốc gia nào thứ nhất dù không gì là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa mình, hoặc lá cờ của nhà cầm quyền mình, đất nước Việt Nam bây giờ, thì tôi đều tôn trọng như nhau cả nhé. Còn quốc gia cộng sản bây giờ phân tích thêm chút xíu nữa, bây giờ những người ở Việt Nam, bây giờ những đứa trẻ Việt Nam sinh ra lớn lên nó đều chào cờ lá cờ đỏ sao vàng hết, thì nó không phải là cộng sản, chứ ai cũng ăn cờ cũng là cộng sản hết, không phải vậy. Đất nước Việt Nam hiện bây giờ lá cờ đã chính thức, thì những người quốc gia mình nói là lá cờ đã của cộng sản, nhưng mà thật sự mình nói vậy, nhưng mà những lớp trẻ sao lớn lên đi học đều chào cờ. Ngày xưa dân nào hôm qua tôi biết gì,
tôi đi học từ lớp mẫu giáo lớp 1 lên lớp mấy cũng đều cho cơ viên đắc hóa hết. Thì đối với tôi là cái chuyện không có gì gọi là biết điêu hoặc là không có chuyện khiêu khích là câu chuyện đó khác nữa rồi. Cái đó là quan điểm của anh Phúc. Tuy nhiên cái nhìn của anh nó không phải nhìn vấn đề khi một người đấu tranh họ nói khác, anh không nói trên dưới lăng kính người đấu tranh hay nói trên lăng kính chính trị, mà anh chỉ nói về cái nhân bản ở vấn đề xã hội nó khác. Do đó mỗi lăng kính họ nhìn vấn đề khác. Bằng chứng anh thấy như Nga Xô, Liên bang Xô Viết này nọ, cờ búa liềm này nọ, cả một Liên Xô đến hồi cách mười mấy năm trước nó sụp đổ, thì bây giờ họ đổi lại lá cờ Nga Xô vào cái nước Nga. Họ thay đổi cờ, cái cờ nó quan trọng chứ, nó nói lên quan điểm chính trị, nó nói lên cái thể chế. Do đó cái cờ đảo sao vàng nó mang một cái ảnh hưởng khác, một cái quan điểm khác chứ. Nó là cờ, ví dụ cờ đảo sao vàng là chủ nghĩa cộng sản nó khác, còn cờ vàng ba sọc đỏ là chủ nghĩa tự do nó khác, và mẫu chủ nghĩa nó khác nhau, có quan điểm cái lý tưởng hoặc cái ý tưởng nó khác nhau. Chứ nếu mà nó giống nhau thì thôi họ làm chung một lá cờ cha lá cờ trắng cái này đang cái đó. Do đó hiểu sai ý của tôi như vậy. Bây giờ ý tôi nói những cái đứa trẻ ở Việt Nam từ lớp mẫu giáo tới lớp 8 lớp 9 đi, hay lớp 5 lớp 6 nó biết là cờ là gì, nó chỉ biết chào lá cờ cỏ đỏ sao vàng của tôi của Việt Nam bây giờ thôi, chứ chắc nó là cộng sản. Không. Do đó hồi nãy tôi nói đó đại diện với Việt Nam bây giờ hồi mà đó là người đảng cộng sản đang lãnh đạo thì mình gọi là đảng cộng sản. Nếu mà sau này thí dụ như là không còn đảng cộng sản nữa, lá cờ đó là cờ khác thì lại lá cờ của nước Việt Nam nữa. Hồi nãy tôi đó anh Phúc, anh nói trong lăng kính nào, anh nói trong tinh thần nào. Do đó bây giờ anh nói cho mấy đứa trẻ thì đại nhiên rồi. Ý em nói là lá cờ nào đối với tôi đều tôn trọng cả, là tôi như tôi nói nhiều. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa lớn lên trong lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình đều tôn trọng, và lá cờ đỏ sao vàng tôi vẫn tôn trọng là cờ đỏ sao vàng, tại vì cái đó đại diện một nước Việt Nam hiện bây giờ. Không, cái đó là chịu người tại vì anh không phải là nạn nhân của cộng sản. Ví dụ như những người HO, những người HO tù nhân chính trị họ bị giết chết đài rồi, bao nhiêu người họ là bị họ thù oán lá cờ đó, đều lá cờ đó là đối với họ là cờ máu, lá cờ ác độc tà đã chiếm, thì họ là nạn nhân. Tại vì tôi hồi nãy tôi nói là anh không có nằm trong hoàn cảnh đó, anh không nằm trong hoàn cảnh đó, chính vì vậy họ mới phản đối. Anh thấy những cuộc biểu tình họ đốt cờ, mà ngay cả họ đốt cờ Mỹ, ví dụ bên ISIS hay Trung Đông hà Hồi giáo họ đốt cờ, tức như họ đốt cờ để gì, họ biểu lộ cái sự phản đối của quốc gia đó. Do đó tôi đã nói rồi, tùy theo cái chỗ đứng của mỗi người, có những người họ không cà. Bây giờ ngay cả bây giờ Mỹ nhiều cơ quan như bưu điện bữa trước tôi phản đối đó, nói đến Việt Nam là gặp Google. Tôi đã từng biểu tình người Việt, tại vì người Việt nó bỏ lá cờ xuống chậu, tôi đã từng biểu tình mà. Lá cờ vàng qua sông đỏ đây mà, tôi có tình vô kỹ đây biết cái bên mà. Tại vì tôi sự xúc phạm của lá cờ là tôi không thích và tôi biểu tình. Thì theo chỗ đứng của mọi người. Đúng vậy đấy. Tôi xác nhận tôi đã từng biểu tình ở báo Người Việt với anh của kỹ tất cả mọi người mà. Tại vì nó xúc phạm lá cờ đỏ sao vàng, cờ vàng qua sông đỏ làm cái cờ tôi lớn lên, và tôi đã từng chào cờ đây rất nhiều. Anh thấy trở lại như Việt Nam đó. Bây giờ Việt Nam mà anh lăn về Việt Nam nhiều, anh Phúc về Việt Nam làm. Bây giờ nếu mà một người họ cầm lá cờ vàng ba rảo xuống máy bay, họ đi vòng vòng, họ bị bắt, họ bị làm việc trong một kép này nọ, là họ có phản đối, nhà cầm quyền Việt Nam không đồng ý. Nếu như vậy thì sao? Nghĩa là rõ ràng là họ không chấp nhận một người Việt Nam nào cầm cờ vàng bằng chứng họ vì Việt Nam bị bắt. Rất là nhiều người, có một vài người đi làm chiếc xe vàng ba rảo cũng bị bắt, hay bị những anh mặc áo vàng ba sọc đỏ. Nghĩa là nó ảnh hưởng chứ không phải ảnh hưởng. Nếu nó mà không ăn thua gì thì nói vậy là nó không thực tế, nó cũng ảnh hưởng. Đề tài này sẽ còn là một đề tài dài hơi và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Nhưng mà trước khi dừng lại cái phóng sự này đây thì chắc nhờ ông Ngô Kỷ cho mọi người tham quan trực tiếp chiếc xe của ông. Bản số là 6DWG666, hình như là bản số đẹp phải không anh, với nhiều con số 6. Bao nhiêu người thì bán tôi cũng cho là đặc biệt, rất là đặc biệt, 4 con số 6 một lần như vậy cũng là rất đặc biệt. Tuy nhiên tại vì cái xe này xe liên hệ đến chính trị, khách quan mà nó cũng ảnh hưởng màu sắc chính trị. Do đó tôi đã lên DMV và chúng tôi đã đổi ra cái xe là tự do for Việt Nam, chữ for là số 4 đó, viết trên lái người ta là để mà nó thích hợp với cái tinh thần của chiếc xe thôi. Tự do thì là chiếc bằng tiếng Việt. Tiếng Việt. Chúng tôi có lấy chữ free Việt Nam, freedom for Việt Nam, nhưng có người lấy rồi. Do đó tôi bằng chúng tôi phải lấy cái tên. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cận cảnh chiếc xe xung quanh.
màu vàng rực với trên nền vàng rực ba sọc đỏ đây. Wow. Ông cho tham quan bên trong một chút xíu được không ạ? Dạ, dạ. Có gì đặc biệt bên trong để tham quan? Wow. Đây chắc đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đây có một cái clip cận cảnh chiếc Mercedes vàng ba sọc đỏ của ông Ngô Kỷ. Ghế da. Tôi mới có con chó, do đó tôi mới đi sắm đồ cho con chó. À, mới có con chó. Puppy, dạ. Câu chuyện về con chó của ông Ngô Kỷ sẽ là một đề tài của một cái clip kế tiếp. Tôi mới đi mua sắm đồ cho. Dạ, này đây là cách tả để mà thấm nước đó. Vậy là ông Ngô Kỷ sẽ bận rộn với lại chú chó này trong thời gian tới và sẽ sao nhãng những cái chuyện không sao nhãng đâu, tôi nghĩ sự nghiệp của ông trong tương lai. Tôi không nghĩ sao nhãng đâu, biết là con chó nó làm cho tôi lên tinh thần thêm, nó có company đó thì nhiều khi mình còn hứng khởi làm việc hơn nữa. Chứ nếu mà tôi không nghĩ cái điều đó, có nhiều người, có một số người lo ngại, nhưng tôi nghĩ rằng đó sẽ là một đề tài khác. Dạ. Cảm ơn ông. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái clip ở đây với cái logo nằm trên cờ vàng ba sọc đỏ này.